Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Tây cần tuyển gấp lái xe có bằng D làm việc tại quận 6 thành phố Hồ Chí Minh. Mô tả công việc, lái xe đưa đón các cán bộ nhân viên công ty, khách hàng và vận chuyển hàng hóa theo đúng giờ, theo sự điều phối của nhân viên điều xe. Ghi chép đầy đủ thông tin hoạt động xe, bảo dưỡng xe định kỳ, vệ sinh xe, thực hiện công tác đăng kiểm, mua bảo hiểm xe theo quy định. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên. Làm việc tại địa chỉ 110-112 Hậu Giang, phường 6, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Yêu cầu công việc, nam có giấy phép lái xe từ hạng D trở lên, không yêu cầu trình độ, có kinh nghiệm lái xe ít nhất 5 năm, biết điều khiển và sử dụng các loại xe như xe tải, xe du lịch, thông thạo đường trong nội thành và các tỉnh lân cận, cẩn thận, trung thực trong công việc, có thể làm việc ngoài giờ hoặc đi công tác tỉnh dài ngày. Quyền lợi được hưởng, mức lương từ 7 đến 10 triệu đồng mỗi tháng. Được ký hợp đồng lao động và tham gia đầy đủ các chế độ của luật lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, phép năm, lễ Tết. Thưởng các chế độ phúc lợi khác của công ty, công tác phí, tiền cơm trưa, đồng phục, du lịch, thưởng lễ Tết, gian làm việc linh hoạt, tùy theo tính chất của công việc. Yêu cầu hồ sơ bao gồm một bộ hồ sơ xin việc hoàn chỉnh, photo công chứng giấy tờ bằng cấp có liên quan, thông tin chi tiết về công việc vừa làm liên hệ. Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Tây, địa chỉ đường tỉnh 835, ấp 3A, xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Email liên hệ tuyểnđụng@vtech.com.vn. Số điện thoại liên hệ 0932-028-008 gặp chị Trang. Ngày hết hạn nộp hồ sơ ngày 19 tháng 5 năm 2018.